Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay cùng chả mít với mình nha. Hôm nay mình đi mua trái mít vừa mua ở H-Mart về. Họ đang sale các bạn, chỉ có 79 cent một pound thôi. Thì để bây giờ mình chẻ ra coi cái trái mít của mình nó có ngon hay không ha. Mê ăn mít lắm nhưng mà thường thường Kimberly đi mua về không bao giờ mà gặp được cái mít ngon hết nên ít khi nào mua lắm. Ôi cha ơi, trái mít này nó ngon nè. Không biết có nhiều muối hay không nhưng mà mít này là dạng mít nghệ nè các bạn. Nhìn cái miếng mít nó dày cơm ghê không? Vậy là bữa nay là đi chợ mua trái mít này coi như là hên chứ không có hay. Lựa đại nhưng mà được cái trái mít này nhìn nó ngon quá nhưng mà không biết là nó có ngọt hay không. Nhưng mà cái muối mít nó rất là dày cơm luôn các bạn ơi. Mít này là mít mít nghệ hả ta? Ngọt quá. Xuất sắc luôn các bạn ơi, trái mít thiệt là ngọt. Muối dày, cơm dày luôn á. Quá là ngọt luôn. Đang sale đó các bạn, có 79 cent một pound thôi, các bạn mua về ăn nha. Ngon quá luôn, không biết là nó có nhiều muối trong này hay không nhưng mà kệ đi. Ít muối cũng được, miễn sao nó ngọt, nó ngon là được à, nhưng mà nó rất là ngon luôn. Quá là dày cơm các bạn. Mít ngon quá, kiểu này chắc bữa nay hả là Kimberly ăn mít trừ cơm luôn á các bạn, rất là ngon, công nhận xuất sắc thiệt. Bữa nay hên quá, mua nhầm trái mít rất là như ý, ngọt và ngon. Coi nè. Ở đây hả, đi mua ít khi nào mà được cái trái mít mà nó như ý như vậy lắm. Mỗi lần mua về hả, nó lạc mà nó giống như mít mít non á các bạn. Nhưng mà cái trái mít kỳ này mua rất là ngon luôn á. Con gái ăn không? Mẹ cho con miếng nè. Cái sơ của nó các bạn nó cũng ngọt luôn á. Sơ này lấy những cái sơ cái nè Kimberly lột ăn từ nãy giờ á, cái sơ nó hả ngọt ngay à, ngon dễ sợ. Mấy cái hột mít này nè các bạn luộc ăn nó bùi bùi rất là ngon luôn á, nên nó hả cái mít này nó già, mít nó ngon quá. Kimberly sẽ hả giữ lại mấy cái hột mít này mình luộc ăn ngon lắm. Trái mít này là Kimberly mua 12 đồng á các bạn, mà hả nó bự như vậy nè, tại vì nó đang sale chỉ có 79 cent thôi. Bây giờ hả là Kimberly phải ngồi vật lộn với trái mít này nè, giờ cắt nó ra thử coi bên trong này nó có nhiều cái muối hay không ha. Nhưng mà hả thấy một miếng ở trên cái đầu của nó là Kimberly ăn thử rất là ngọt và ngon, thì để bây giờ mình chẻ bên trong coi coi nó có nhiều muối không các bạn ha.
Và đây các bạn coi nè, cũng nhiều muối chứ bộ. Thì cái trái này là 12 đồng, vậy là quá rẻ luôn á các bạn. Cái muối mít nó dày cơm và nó vàng ươm luôn, nhìn mê luôn. Cái này á hả, là chắc là cái đợt mít này không biết là tại cái đợt mít nó ngon hay là mình hên, mình lựa nhầm cái trái mít nó ngon. Nhưng mà chắc có lẽ Kimberly phải đi mua thêm một trái nữa quá, tại vì nó ngon lắm luôn á các bạn. Lúc Kimberly mua mà lúc mà lựa trái mít này nè, bây giờ hả rút kinh nghiệm không có lựa cái trái nào mà nó chưa có thơm. Bây giờ các bạn đi mua lựa trái nào mà nó mềm á, mà nó thơm mình đem về mình ăn rồi là mình biết trái mít đó nó chín các bạn. Còn nhiều khi mua hôm trước á, Kimberly không biết cái mua cái lựa cái trái mà giống như nó còn cứng mà mình không có nghe mùi thơm á, nghĩ là đem về là nó sẽ chín, nhưng mà lúc mà đem về thì nó giống như là mít non vậy, nó không có chín. Mà nếu mà nó có chín nó nghe mùi thơm chăng nữa nó cũng không có ngon. Bởi vậy sau khi mua trái mít này Kimberly rút kinh nghiệm ra được một điều á, là khi mình mua mít á, bắt các bạn hửi những cái trái mít nào mà nó đã thơm rồi và nó chín rồi thì hãy mua, chứ đừng có mua cái trái nào mà nó còn cứng. Giống như trái này Kimberly lựa là nó thơm nức mũi luôn á, thì đem về cái mình chẻ ra mình ăn liền thì thật sự cái trái mít nó rất là ngon. Nè các bạn nhìn ở bên trong nè, nó hả nhiều muối quá chừng luôn á các bạn. Thấy mê ha, các bạn nào mà thích ăn mít ra đi mua trái về ăn nè. Đó các bạn nhìn thích chưa? Nhìn nó vàng ươm mà nó dày cơm, nhìn thấy ham luôn á. Kimberly sẽ ha, giờ thì Kimberly sẽ chẻ nó ra hết luôn. Sau đó sẽ mình sẽ lột từng, sẵn cái bao tay dơ này Kimberly sẽ lột từng muối á, cái mình bỏ vô trong cái hộp. Rồi cái chuyện nào ăn á, mình lấy ra mình ăn, mình không có sợ lo mà dính mũ. Mà Kimberly sẽ lột ra hết, xong rồi lấy cái hộp hộp mít mình luộc. Mình luộc mình ăn các bạn ha. Lúc mà mua về á hả, là Kimberly thấy nó thơm là cắt mà nó ăn liền. Chứ nếu mà các bạn để nó chín quá đó thì cái muối mít của mình nó sẽ mềm, nó không còn giòn mà nó không ngon nữa. Các bạn thấy chỗ cái cùi nó,
nó cũng sắp hư rồi đó. Bởi vậy hả, Kimberly mua là về mình chẻ mình ăn liền. Khi mà mua mình lựa mình nghe mùi thơm là mình biết chắc là đã chín rồi đó các bạn. Cái mình chẻ mình ăn vậy không có lo là cái mít của mình nó mít non hay gì hết. Mà hả, như vậy mình ăn cái miếng mít nó, cái muối mít đó nó còn giòn giòn á các bạn. Nó không có mềm, mà để nó chín quá nó mềm là nó hết ngon rồi. Cái này mà các bạn biết làm gì nữa không? Cái này mà các bạn làm chè Thái ăn á, là ngon hết sảy luôn á. Hôm nào á hả, Kimberly sẽ làm chè Thái cho các bạn share công thức với các bạn nha. Trời, chè Thái ở nhà làm là ngon lắm luôn á. Bạn cắt sạch hết cái cùi này nè, thì khi mà mình lột ra nó dễ lột cái từng cái muối nó dễ các bạn. Bởi vậy hả, Kimberly gọt mít đó là hao lắm, tại vì hả cứ make sure là cái cùi của cái trái mít cắt cho nó sạch hết luôn, chứ nó còn dính vậy nặng hồi hả lột ra khó lắm, nên hả Kimberly phải cắt sát xuống hết luôn. Giờ thì Kimberly giật lộn xong hết trái mít rồi nè. Giờ thu dọn những cái rác này. Bây giờ sau đó Kimberly sẽ gỡ nó ra từng muối. Các bạn thấy cái dao nó dính nhiều mủ không? Kimberly chùi nó là để hơ trong cái lò đó các bạn. Thì mình chùi nó ra dễ hơn là dùng dầu để trên cái lò nấu của mình á, cho nó bị chảy ra đó. Cái mình chùi á, cái nó dễ. Giờ Kimberly sẽ lột mấy cái muối mít này của mình ra, bỏ nó vô trong một cái thau các bạn ha. Nào giờ chưa giờ mua được cái trái mít nào ngon vậy luôn á các bạn. Ở chợ Esport đang bán sale 79 cent một thau. Mà cái mít này mình mua là chỉ có 12 đồng thôi. Ngon vô cùng luôn á các bạn. Các bạn nào ở Houston á, đi tới chợ Esmart. Esmart đó các bạn. Ôi ngon chưa, ăn không mày Đúc? Ngọt ha. Dậy cơm mà ngọt. Cái này không phải là hay nhưng mà hên nên mới mua được cái bánh nó ngon vậy các bạn. Cookie đây nữa hả? Giờ mình sẽ lột nó ra thành một cuốn như vậy nè, tại sẵn có bao tay á. Rồi Kimberly lột nó ra ha. Rồi bỏ vô trong cái thau như vậy nè, cho nó lạnh lạnh, nó ăn nó đã. Mà cái này làm chè Thái cũng ngon lắm á các bạn. Chè Thái là ngon lắm luôn á. Con cứng uống không ai. Muốn ăn chè Thái hả? Ừ. Cái sơ của nó cũng ngọt nữa. Ngon chưa? Cắt nó ra lấy cái hộp ra. Trời ơi, có cái muối, mấy cái muối mít nè các bạn. Dạ. Ngon ghê không?
mà ngọt nữa. Mít này là mít mít nghệ cho nên nó vàng, nó muốn nó vàng nó vậy nè. Còn mít dừa thì nó hơi lọt chút. There's a whole chip in there. Mm-hmm. Disgusting. Yeah. Cái máy cho đây sao cái bộ nó chạy nghe cái tiếng strange. Qua lại nữa. Cái này á lột á, bạn lột nhẹ nhẹ chứ đừng có bấu cái tay mình vô cái nó bị giặt, cứ mình để mình ăn mấy ngày sau cái nó giặt, nó không còn cái muối mít nó không còn giòn nữa, nó không có ngon. Thôi ôi đã chưa, quá trời luôn. Được. Hình như cái nồi canh nó sôi rồi, con tắt rồi mẹ. Ngon bánh tắt nè. Đúng rồi hả? Này là ăn mít trừ cơm luôn á. Ngon quá. Cái này lột nó là phải nâng niu dễ nhàng. Đem thôi nó giặt, nó không còn giòn nữa. Con coi cái robot con giúp nó đem trở lại cái chỗ sạc pin cho nó sạc cái con. Mấy lần á các bạn biết không, đi mua lựa cái trái mít về ha, được chừng vài muối à, còn không bán nữa nó bị lạc. Ở đâu vậy? Đi răng của con. Oh my god, hả bạn ơi? Ôi trời ơi, ăn cả cắn gì mà rủ cái răng gãy cái răng luôn vậy? Cái răng lung lay từ bữa giờ rồi bây giờ cắn cái gì mà nó gãy luôn hả? Ừ. Oh my god. Con không biết ở đâu. Em mới cắn em ăn cái gì? Em ăn cái gì? Ăn chicken nugget hả? Cắn chicken nugget ăn mà gãy cái răng luôn. Vậy khỏi mất công mẹ nhổ nữa. Rồi gói lại đi, chờ Tooth Fairy tới rồi lấy rồi. Mẹ, Tooth Fairy hasn't come yet nè mẹ. Tại vì maybe em không có ngoan cho nên Tooth Fairy không có tới. Trời ơi, gãy mà không có đau hả? À? Mẹ không, mẹ nói cái răng nó mùi dữ lắm rồi. Ừ, cái muối mít nè. Bự chưa? Ừ. Rồi con lấy giấy con gói lại giấy giùm em đi. Hả? Nhà con ăn cái chicken nugget con feel something hard mà con xong rồi con spit out xong rồi con thấy nó cái răng cái cần. Ôi trời đất ơi. Okay. Ăn chicken nugget gãy luôn cái răng luôn á các bạn. Rồi xong rồi ăn đang nhai gà cái tự nhiên thấy gì cứng cứng hả? Cứng cứng xong rồi cái bắt đầu nhả ra ăn rồi cái răng nó đi theo luôn. Vậy khỏi mất công nhổ, đâu có đau đâu, thấy không? Đang ở trong đây. Vậy là bây giờ con đang để dưới cái pillow mấy cái răng? Dạ, 4 cái. 4 cái luôn mà thuốc fairy chưa tới nữa. Dạ. Vậy đó. Con gọi bà ngoại. Thôi bà ngoại, bây giờ bà ngoại đang ở trong phòng mà đâu có bắt được đâu, gọi ngoại. Chút nữa về đi rồi đưa cho ngoại coi. Dạ. Mua đồ về mẹ làm chè Thái. Mẹ ơi mẹ có làm cái boba không mẹ? Boba hả? Dạ. Ăn thôi mà kêu mẹ làm. Em con thích cái boba bao thai. Ăn thì mẹ mới làm chứ.
con làm cái gì á? I'm having a dress. No, quá hả? Enjoy the fam. Tại cái này mẹ phải lấy nó từ từ ra, chứ lấy mạnh quá cái nó bị dập. Trời ơi, cái muối mít nào muối mít đấy nó u nu nần à. Tuần này đi mua một trái nữa về ăn cho đã các bạn, nếu mà mít ngon vậy nên mua về ăn ngon. Dày cơm lắm luôn á. Ngọt ngay à? Ngọt quá. Mẹ có răng đây. Miệng đi. Dạ. Lấy nước súc miệng đi. Nước. Đó. Gái ăn cũng xấu. Không, không phải spit out không mẹ. Hả? Không phải spit out. Nuốt đi rồi xong rồi bắt đầu súc miệng rồi spit out. Con nuốt cái đồ ăn trong miệng con còn đúng không? Trước khi nó gịch còn không? Không còn cái gì hả? Yeah. Vậy thôi bây giờ súc miệng xong rồi phun ra. Xong rồi ra đâu quay con phun ra. Em phun nhiều ra rồi. Tôi làm rồi. Giỏi. Mẹ ơi. Hả? Chứ nó bộ ải lấy ra thì nó âm đau chút chứ nào cũng ra chứ nào con làm ra một bên âm thì nó không có đau. Mùa này mùa mít đó các bạn, mít rẻ có mấy chị xe thao mà mua về ăn đã luôn á. Mà hả, mấy lần trước á Kimberly mua nhầm cái trái mít nó không có ngon. Mà bữa nay nhậm qua đi thấy ngon, mua về ăn thử nhưng mà thật sự ngon. Cái sơ này nó cũng ngọt rồi các bạn. Better than what you expected. Xíu con bơ và ice cream. Ngồi chơi đó hư mắt á. Mở đồ chụp hình đó hả? Nè. Cái mẹ cái model mà. Chụp tóc mẹ. Cái gì vậy? What is that on the phone? Back the noise. Từ. I have notification or something. You know me.
okay. It's okay. Lấy gì gọi? Dạ, khác của con nè. Gọi luôn. Ba đang bận á. Huh? I'm gonna get cooking more food.